Em ơi, xin chào cả nhà mình nha. Lê Nga cả nhà. Hôm nay là Lê Nga lên nhà em cả nhà. Thì cả nhà thấy đây, nhà em đây. Ủa gì đi đâu? Chị nè. Thôi giờ Lê Nga chào gia đình mình đi. Em xin chào cả nhà mình nha. Đã đến với kênh Lê Nga Vlog. Hôm nay em lại về quê chị Linh cả nhà. Em nghe đồn là cả nhà là kêu em tại sao mà không bắt cá bằng tay. Hôm nay em sẽ thực hiện nha cả nhà. Em bây giờ em chuyển qua là em thấy gì bắt đó nha. À, thì ai cũng hỏi là Lê Nga cả nhà, sao mà Lê Nga bắt cá thì bắt bằng lưới nè, bắt bằng chài, bắt bằng này kia nọ, nhưng mà chưa có thấy Lê Nga bắt cá bằng tay. Thì bữa nay thì em rủ Lê Nga về quê em, thì sẵn có cái hồ sau lưng em nè cả nhà đó. Thì bữa nay Lê Nga sẽ chỗ tài bắt cá bằng tay cho cả nhà mình xem Lê Nga có bắt được không nè cả nhà. Thà chị nói gì đi, tự nhiên em xin chào cái gì em, nhà em nè mà quay cái mương, bởi vì em hỏi nhà chị đâu. Nó chưa chân là Lê Nga đã bẻ được cái xài. Tụi em ăn xoài xong rồi tụi em sẽ phóng xuống mương nha cả nhà. Không nhậu cho xỉn cho mấy bắt cá xỉn. Giờ em đứng đang chân nhậu không? Thì xéo xéo xuống rồi, xéo xuống. Chậm đít lên đúng rồi. Nó, tiếp theo. Chua. Chua. Để cái này nó kính nào. Quên. Quay vô. Đây cả nhà. Nhà chị Linh cái gì không có chứ cái gì mà cũng bự hết trơn nghe cả nhà. Trái sa kê này trên 1 kg đó. Để đem về cả nhà xem nghe, tại vì em không có thích ăn sa kê, em cũng không có nghiên cứu là trái sa kê là nó bao lớn nha cả nhà. Bà Lê Nga nói sa kê bự lắm, hơn 1 kg. Em không biết là nó bự nhất là nó bao nhiêu nữa. Nào giờ em không biết vụ này. Hơn. Bà Sáu bẻ vô cho bà Sáu luôn đi. Đây, cả nhà thấy trái sa kê không, bự lắm cả nhà. To thiệt mà. À, nhưng mà em không biết là của Lê Nga bự hơn trái sa kê không. Cái nhà giờ giùm em nha. Tức quá mà. Đâu? Đo coi bự không? Bự bằng không? Ai bự? À, thôi, bữa nay bự dữ vậy? Ai bự hơn ai vậy? Sao bự dữ vậy ta? Trái sa kê bự hả? Là nó chín rồi đó chị. Đây bông nhãn nè cả nhà. Đó. Thì một hồi là tụi em sẽ lội với cái hồ này, Lê Nga sẽ thử bắt cá bằng tay nha cả nhà. Để đợi Lê Nga ăn xong đi. Ăn hết cái xài này em mới đi hay sao? Ủa em giúp cái nhà chị vậy? Thôi cô clip nha, dắt em chút nha. Để quên. Thôi giờ dắt tỷ đầu clip mình chút rồi. Nhưng mà mình không biết mình chút chưa thì cô clip mình chút nữa thì cô không có mất gì chứ. Hai lần hồi Lê Nga, một là bắt nhiều cá quá thì cũng quên chút. Mà hai mà bắt cá không có thì cũng mắc cỡ quên, cô không chút luôn. Chị quên nữa hồi tối con em nói nè. Mẹ, con thấy người ta làm thường thường là 4 cái mà mẹ chỉ có 2 cái thôi. Mẹ chỉ biết con chào ở nhà chút ông Minh chút không à. Người ta phải đăng ký nè, cả nhà đăng ký nè, subscribe nè, gì ủng hộ kênh nè. Mẹ có 2 cái. Con em nói gì đúng không? Theo chị á, thì cả nhà thích mình, cả nhà coi clip mình, cả nhà thích. Bây giờ đau nha, ngồi chung lắm, bạn chân em nghe chạy. Thì cả nhà đăng ký mình, bây giờ cho tới cả nhà không thích mình, giờ mình kêu, đăng ký nha, subscribe nha, gì like, chia sẻ mà người ta không thích. Giờ kêu 10, 100, 1.000 cái đó người ta cũng không có đăng ký nữa. Thôi giờ đóng rồi, chị xuống sông chị ơi. Miễn sao mình làm cho cả nhà mình thích, thương yêu. Thì cái đó thì cả nhà mình tự đăng ký mình, vậy đó. Em đi cực khổ lắm cả nhà. Em phải làm sao em mà em bộ chừng mấy chục cây số không? Em làm sao mà em phải dịu dàng. Ủa vậy là mắc ho rồi đó hả? Bệnh đó cả nhà, đi lội xong lại suối giết bệnh đó. Cả nhà em không có kêu gọi nha, nhưng mà cả nhà vậy vậy. Em không có kêu gọi mà như vậy là cứ cả nhà cứ như vậy là ok. Nói vậy đó nha. Cảm ơn cả nhà là em hết bệnh. Thôi giờ tụi em chuẩn bị lội xuống mương nha cả nhà. Hồi hộp không em? Không. Bữa nay là mình bắt cá bằng tay, em hồi hộp không? Không. Tim em có đập không? Để em gờ cái tim em có đập không? Tim tôi đây, bà nội. Chết mẹ, không được. Tim em thấy đâu đây chị nè. Đâu phải. Sao mà em gờ đây không có nhịp tim cả nhà ơi. Kỳ vậy. Có tim không bà? Sao gờ không nghe nhịp tim nha. Cái gì mà không có nhảy gì chân đó nha. Được quá. Có một đội mít cúp đi theo cả nhà. Bữa nay có đội mít cúp nha. Cá nó nhúc nhích nó dưới quá rồi kìa. Có ai tin là cây xài mà có cái cá? Cả nhà thấy cây xài mà có trái bình bát nè cả nhà. Đây tụi em đã lụm được trái bình bát nha, thêm cây xoài nha cả nhà. Cái này giống như trăm không biết phải không,
không phải quá. Em xuống nha. Rồi bắt đầu Lê Nga sẽ xuống ở nhà. Em nóng nực quá rồi đó. Lê Nga xuống. Lê Nga xuống này, Lê Nga sẽ nóng nóng nha. Rồi mò đi em. Em sẽ dùng cái tuyệt chiêu của em là lục tiểu linh đồng. Tuyệt chiêu đó cá đó mới lại. Nó mới chết vậy, đạch mới bắt nó được. Chị biết tại sao mà em quậy không? Cho nó kêu hang rồi mình dễ bắt. Rồi bắt đi. Bữa nay là thử thách gì đâu, nói đi, nói lại đồng em qua. Thử thách bằng tay, không có gì dụng cụ hỗ trợ nha. Tay không đúng không? Tay không. Cỏ vào tay ra liền. Không chị. Có tay đó. Biết ở đâu mà. Quên, ừ, nói bao tay mới nhớ nè. Nhắn cho em gái Cà Mau giùm á, là cái bao tay này em gái Cà Mau cho em mà từ cái lúc nguyên vẹn mà tới em xài sắp sửa banh rồi nó. Là em chưa cảm ơn nó được. Có dịp nào thì bây giờ chế cảm ơn cưng nha, rồi cưng nhớ chị gửi cho chị Dế cái bao tay khác. Ừ, vậy phải không? Nga nghe lại cái ngay chỗ này có cái hang bự lắm nha. Em sẽ dẫn Nga lại cái hang bự lắm cái nhà, có thể là Nga chui vô dừa đó. Đấy, gì vậy? Gì bà? Chưa chân mà la làng rồi bà. Cá mới la. Bữa nay Lê Thị Thanh Nga sẽ chỗ tài bắt cá bằng tay. Bằng tay hồi sẽ không là không có cá. Con cá nó bự chà bá. Một hồi lên Nga sẽ ôm một con cá chà bá cả nhà. Nè ngay chỗ này có cái mương nè, có cái lò hang nè. Lên Nga hồi lên đây mò dính cá nè Nga. Trước khi mình quậy trong hang mình phải quậy đục nước chị, là như chị phải hỗ trợ em một chuyện. Không được. Đó. Ơi. Có cái hang sâu lắm. Chưa cái giờ chổng mà. Từ từ. Nó cá bay cả nhà thấy chưa? Cái đầu hai cái. Rồi chui nửa mình vô. Rồi đó chị, không có gì chổng chứ. Đụng nha. Nhưng mà hồi nó sẽ vô. Trời ơi, cái cây này nó nhọn này đâm đứt cái sướng. Mình vậy hồi nó sẽ vô trong hang nó. Úi trời trời. Dạ, cái mẻ cái cây này thiệt để hồi. Nhọn thiệt mà. Cái cây này đâm thêm lỗ, có hai lỗ. Đây nha, có hai lỗ. Một lỗ là đã chịu không nổi. Sao chị đi xuống nước chị thở quá chị nha. Mệt quá. Chị né qua một bên được không? Chưa được nè, chưa có xách cái giò đi được cái nè. Tôi dính cái giò dưới đây luôn. Thấy gì bắt đó. Thấy người ta đắm cái linh rồi. Rồi mò đi. Mò đâu mò đi bà. Cái hang này sao đứt chị kè. Giờ chị chưa đi được khỏi chỗ này nè. Ê, có ấy không chị? Có gì? Có cái... Mày làm rồng mày cứ làm gì được đó. Bây giờ mình phải quậy cho nó vô hang. Bữa nay mà Lê Nga bắt dính cái lóc là em khen Lê Nga. Cái gì? Ông gì cái... Dạ. Con gà. Gà ngủ bà nội. Gà. Chứ không lẽ con củi. Giờ đi tiếp. Gà rớt ở đây. Kìa con cá chổng kìa. Để em quay cho cả nhà xem cá này mà Nga đi theo hướng định cá cho làm gì. Ôi nó ngăn. Ôi trời, nó ê, có cá tiếng. Rồi cái thao đâu rồi? Giờ không có cá cho đâu cho đi. Đi nghe bỏ thao cả nhà. Kê bỏ thao rồi. Dạ. Nó thao đó. À, Lê Nga đi bắt cá đã 30 phút cho qua cả nhà. Thì bây giờ đem hỏi cho Lê Nga có đầu hàng không? Đem đầu hàng. Đây, đầu hàng. Đây cả nhà bông bông nhãn rồi cả nhà. Ở trên phải chắc tuồng đó. À, bên bên đỏ mít cướp là kim luôn chắc tuồng. Chị hình như cái đầu em nó sai sai. Đâu? Đâu? Giữa nè chị. Đây hả? Ừ rồi. Rồi sao? Đầu hàng không? Không, có hai cá. Dính được hai cái sạc đó nha. Mò nãy giờ mò không biết mò mạch hay gì mà dính được có hai cái sạc à. Thôi đầu hàng đi, không được đầu hàng đi bơ ơi. Trời làm gì đầu hàng chị? Rồi còn tiếp tục phải không? Lê Nga còn thở còn gỡ thôi nha. Bữa nay cái mương này nước nó hơi nhiều á.
ra mình phải làm cho đi nha, cực khổ vậy cả nhà, chứ nếu mà xả nước ra thì coi đâu có gì mà thử thách, đúng không? Đúng Lê Nga? Đúng rồi. Cái gì bà, em mới thấy sao đít Lê Nga con gì nó phóng lên. Ôi trời nó bự. Hồi nãy giờ Lê Nga bắt được mấy con ở nhà mà em không có quay được nha, cái điện thoại nãy giờ nó nói nóng quá, nóng quá, nóng cho quay. Cái giờ mình chưa thấy Lê Nga bắt bằng tay không nha. Đâu? Dỡ lên đàng hoàng cà phê thành quả coi nãy giờ đứng nhiêu rồi. Có ăn rồi. Nào, một con cái linh chập á lửa. Hai cái sặc, ba cái sặc, bốn ốc, ba cái sặc. Không có ốc mô chề nữa chứ phải không? Trời. Trời ơi. Ôi ôi, dưới chân chị nó chạy quá trời nè nha. Cả nhà thấy xung quanh cái ao này là cái vườn nhãn cả nha. Cái ao thì có cây bưởi nha. Ở dưới sông thì cũng có trái bưởi nha cả nhà. Ở dưới mương này nè. Để em quay trái bưởi cho cả nhà mình xem nha. Lê Nga bắt dính gì mà lạch bạch lạch bạch. Cái vồ nó bơi vòng vòng rồi sao đít Lê Nga. Em không dám đi gần Lê Nga cả nhà. Đi gần cái Lê Nga bắt dính cái chim mà. Nè, cả nhà thấy có trái bưởi không? Kế cây bưởi thì có trái bưởi nha. Làm sao? Bởi vì chồng chị bữa nay không sư phụ là lý do là em nói rồi, thấy gì bắt đó. Thấy gì bắt đó. Gặp gì bắt đó. Ừ. Thường thường chị mò trong cái cây này nè. Là có nè. Sao khó đi quá nha, cây có gì quá. Em bị dính ngay đây luôn rồi cả nhà, không đi được. À, kìa kìa, cá cá nó đưa cây kìa nha, lại ôm nó nha. Ủa sao nó liền ra, nó liền ra hay lắm mà. Đó, cái đường mênh mông như vậy. Nãy làm mền, làm đồ mà. Mau chạy hả? Chị đi, chị lúc hồi chị đứng lên mất tiêu ạ. Mau chạy. Nãy giờ liền ra đi dẫm dốc thôi nha. Em đi kìa. Kìa. Lại đây, Lê Nga lại đây nè. Nó cái nhà thấy chưa? Thấy cái gì chưa? Mà Lê Nga bắt dính gì đâu, dính mẹ gì đâu. Kìa, nhào vô coi. Em đang làm bài gài bẫy nè chị. Lê Nga gài bẫy nè cả nhà. Để coi ai đứa nào sập bẫy nha. Thất bại rồi, chịu thất bại. Càng sao? Quả không à? Càng sao? Hả? Gì? Chịu thất bại không? Không. Không nữa hả? Không, tiếp đi. Này em không có dụng cụ hỗ trợ nghe em. Thôi, không có chơi này, không chơi cả nhà. Lê Nga nói tay không nha. Thế cũng tay không chứ tay có không? Không, tay cái đó là có rồi đó. Có gì đâu. Có hỗ trợ rồi đó. Em đâu có gì. Kìa. Nó bay lên chị rồi. Nè nè nè, nó bò nhóc kìa. Ôi, Lê Nga dở bẹt. Lê Nga dở bẹt. Trời ơi, con ốc nó bự. Ốc đắng bự lắm cái nhà. Không biết em chậu chút không. Rồi, văng ra ngoài rồi bà Nga ơi. Chị báo em hoài vậy đó. Mà căng như vậy đời. Mát chưa? Chưa mát, mồ hôi đổ nè, nè. Thế em tôi quay cạn cảnh nè. Mồ hôi đổ luôn, xuống xong mà mồ hôi đổ. Chém luôn. Lê Nga cứ nói dậm dấu hoài cái nhà mà có thấy gì đâu. Vậy. À, chứ thường thường là em đi vậy là em đào nguyên một cái hang này. Em đi vậy là hồi là có cá lóc kiến đó cả nhà, nó dưới xuống dấu á. Dơ. Thôi chơi dơ quá Lê Nga. Vì cá nó xuống hang.
nhiều cái con cá chê bự lắm. Thì giờ bắt cá chê bự đây lên. Đầu kia nó gọi đầu này. Bắt nó không hồi nó ẻ lan cục. Giỡn hoài, giấu bự bự lên hồi xuống. Bự dữ chưa? Bự. Cái này thấy bự không? Đâu? Được. Đâu? Bự dữ ha. Nè nè. Chứ chưa rửa rửa sạch sạch. Bự dữ ha. Đâu đâu? Đồ. Bự dữ không? Bự. Bự dữ ha. Thôi thôi bỏ luôn đi. Đào lao. Người ta có cái bắt nha. Nhỏ xíu. Thôi. Thôi không tính nó chơi gian trời. Dao nhỏ không tính. Rồi chừng nào mới mới được cá bự. Kìa. Cái u phi kìa bà. Ở đây là rất là nhiều cá này. Cả nhà để hai đứa em phối hợp mới được cả nhà. Thôi vậy chưa. Tay không nha, tay không nha. Nó, bịch bịch đó. Nó. Lỗi đó. Nó lỗi đó. Hồi nãy con cá là kiến bự. Nè nè nè, nhóc hết trơn trong đây nè trời. Nhóc, đâu nè, bắt lên. Nó lịch bịch đó. Thì quan trọng là dở lên có hay không chứ nè, còn nè, nhóc. Nè 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 nè, cái sặc nó. Nó. À, lên. Ra ngoài hết rồi. Ra ngoài rồi má. Nè, đây. Đâu? Nè, đâu? Lên nè. Đâu? Nè. Trời trời con bự lắm. Tại vì cái cây này nó kỳ lắm, nó. Nhờ kỳ mình mới bắt không được. Nó lạng lạng trong cái góc này nè. Nhiều lắm cả nhà. Ù đây. Dễ tẹp nó kỳ vậy. Nó cứ lạng trong đây hoài nè, nó không đi đâu chứ. Nhiều lắm. Có ai cứu tôi? Có ai loại mưa mà đổ mồ hôi không? Gì kỳ vậy ta? Ê, bộ đồ em hồi nãy là màu gì chị? Màu đỏ giờ thành đen hả? Màu hồng á ơi. Cũng là tím xe. Nè nó vẫn còn nè trời, nó lãng vãng đây nè, nhiều lắm nè. Sao thấy chị bắt cá mà nó nhẹ nhàng dữ vậy? Thọ không vô được. Nè nè bắt cái linh nè trời ơi nó mà. Bữa nay cả chồng bà xuống đây là chết rồi tôi. Cái gì bắt đó. Rồi chạy hết trơn rồi. Hồi nó lại đây nữa hả? À lại đang đuổi lại kìa. Nè nó còn lãng vãng nè, chạy vòng vòng đi nè. Không dính. Thọ không vô được, nó vô khẽ là cái nó lạng vậy nè. Vậy mình mới bắt được. Nó đổ mồi vô. Thì em nói đâu, đổ mồi đâu. Đâu mồi vô. Ơ em rửa cho. Thôi. Đi bắt hết rồi cả nhà. Tiêu chân nãy nhiều lắm vậy chứ họ nó cũng lại đây nữa à. Nó quậy với em gì nè, nó vô hang đi không vững, nó quậy đâu nay mà nhẹ nhàng sợ khác đi không vững, nó cứ kẹt kẹt vô đây hoài, đi đâu vững. Ơi có con dẹm mất không? Có gì bắt đó, con dẹm chết đúng gì bắt đó, thích quá mà thích gốc cây này quá mà. Thì cái ghẻ nó nhiều quá, thật vô. Nó không? Vòng vòng đây nè, nó nhiều lắm mà nó vòng vòng đây không có bắt được. Nó lạng lạng mất tiêu rồi. Nó tắt đây bắt được, tắt đây không có. Dính chưa? Ơ đây. Hay quá Nga ơi, hay quá Nga ơi. Nó chở nhiều cái đó. Thành công rồi quá. Mà họ nói ê cái nè, em vô tình em tính lại lấy cái cây em thọ nứt chạy. Mà sao có cái này nó chui. Hay quá Nga ơi. Hồi nó chặt ngá đó bây giờ nè. Em tính lấy cây lợi thọt đích chị. Ủa sao kìa. Ê vậy là em đã thành công rồi chứ. Ê bông sao kìa, bông sao kìa. Ủa mắc gì bắt nữa vậy? Chị ủa mắc nữa hả? Ủa chị thử thách em bắt được nghỉ chứ. Mắc gì vậy? Gì có nhiêu đó rồi hả? Ủa cái con cá dồ này chị nghĩ coi nó cỡ nào nữa. Cái vô đẹp nha cả nhà. Chị Linh thử thách em bắt bằng tay. Mà thật sự là em tính nháy caramel là lại em lấy kem chọc ít chị lên. Mà vô tình con cá này nó ngu. Mà gì thao dính là rồi hả? Ừ. Nhiêu đây là đủ ăn rồi. Hồi nãy em nghe gì sao nó không ấm gì đó. Quá sung sướng sao thì xỉn luôn. Tăng tờ tăng tờ tăng tờ tăng. Mất cự. Rồi lên được chưa? Caramel ở dưới luôn à. Ê chịu thua rồi cái mặt. Bơ rồi kìa. Ủa tôi có gì thua chạy. Em kết thúc clip luôn. Em thắng chị Linh rồi. Mắc cừ quá. Ê chẳng làm cái thai giùm em luôn đi.
cái nhà coi em đổi dưới sông mà em đổ mồ hôi cỡ này nè, chứ không phải là nước chân. Cái con gì đó chạy dưới đây quá trời nè. Cá đó. Cái tre hay gì em ơi. Em tính là chặt chị Linh, thấy chị Linh chậm chậm cái đít, em tính tại em lụm cái cây em chọt cái đít. Vô tình á thấy bà nội này đâu bơ bơ. Được cái đó. Anh tính lụm cây tre em chọt cái đít này. Em nhảy với bà này. Để tôi bỏ ở đây anh bắt cái này. Anh thắng rồi em lên đó. Chị em nghe hồi nãy em kêu gì sao đúng em bắt cái gì cái tự gì sao không dám nè. Mệt rồi. Rồi thôi em kết thúc gì em kết thúc kệ em đi. Ai là người bại trận? Ủa? Cả nhà nói em là không có bắt cá bằng tay được thôi chị. Ủa chứ nãy giờ chị đi theo em, chị kêu em là đầu hàng giờ em thắng rồi chị, sao chị không nói gì đi? Chị đâu biết đâu. Đơ, mặt đơ kìa, ngu người kìa. Gan ngược quá Linh ơi. La mặt luôn. Thôi đổ qua la mặt luôn. Nãy giờ đứa nào nói em dở đủ thứ hết trơn. Ủa? Sao? Cả nhà ơi, phải không? Đi bắt cá bằng tay không bắt được thì dở, thì bắt không dính thì đầu hàng. Bây giờ bắt sao? Được có con à, giờ bắt thử con đi. Kìa cái lóc ra, kìa bắt thử con cái lóc đi. Đem xuống đây, con nó đem xuống đây, vớt nó luôn. Nó bữa nay trốn, sợ mất giống. Rồi thôi lên, có đồ ăn rồi lên. Bắt con cá, vô đếm. Ghê chưa? Lên, lên. Không có gì mà khó chứ nha. Nha thành công rồi mình lên. Thử thách em đã, em bắt được dở dở đâu giờ bắt được mặt bơ. Để bắt con ốc nuôi chè hả? Có ốc nuôi chè luôn. Rồi nha, kết thúc clip đi. Em được con cá vô đếm, em đã thành công, em đã thắng Linh Tây Đô, thắng Linh Tây Đô. Thôi giờ qua đây nè, cái mặt em mới thấy rõ chứ em đứng nè trong trong cái kẹt này nè, trong cái cây nè. Sẵn phê với cái nhà mình nhà, nhà chị trời ơi. À, cái nhà này thấy không, nhà em là bông 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 gì nhắc tuồng nhãn xuồng cơm vàng đang ăn mặt mà ăn càng hỏng luôn mà giờ cứ nhắc tuồng hoài. Nói nghe nè thì bên mít cúp không để cho mít cúp không mà lãnh lương mà phải cho bên nhắc tuồng nữa luôn rồi nè gì em đây em đây. Thắng Linh Tây Đô nữa cứ nói thắng Linh Tây Đô rồi cá này em sẽ tái tái gì đâu coi quay bự không em tái dạ nhúng giấm á để em quay cái bự nghe cả nhà. Bự cái nhà ơi, cái nhà thấy bự không? Em thấy bự. Con cá. Thôi em đã ôm lên, ôm lên, ôm em mấy lên. Em đã thành công rồi nghe cả nhà. Bây giờ em xin kết thúc clip tại đây. Em hẹn cả nhà mình vào lúc sau. Em chúc cả nhà mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại clip sau. Bye em. Đây ra thành công cả nhà. Hey.